Bữa nay thì sẽ có hai loại, một cái là hình tam giác, một cái là hình vuông nha mọi người nha. Hình tam giác là cái mẫu đơn giản, cái mẫu cơ bản cho em. Nó sẽ là đơn giản nha mọi người. Anh chị nào mà mình có bé mà bé chút giờ chưa có từng chơi những cái trò chơi mà những cái trò chơi mà phát triển trí tuệ thì mọi người mua cho bé cái bản hình tam giác, tại vì bản hình tam giác thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Nó đơn giản, nó dễ nha mọi người nha. Còn cái bản hình tam giác thì nó sẽ khó. Dành cho bé từ 5 tuổi đi, hoặc là bé đã từng tiếp xúc với nhiều trò chơi trí tuệ khác rồi, tư duy đã có sẵn đó mọi người. Đó, giống như là ở dưới biển đi ha. Ở dưới biển thì còn những con gì? Ở dưới biển thì còn có con cá nè, cá mập nè, cá ngừ nè. Rồi gì nữa? Con hải cẩu nè, con cá nè, con sứa nè, con cua nè. Đó, đây là những con ở dưới biển đó mọi người. Mọi người có vừa chơi là con phải cái bé. Đứng đầu là cá mập. Rồi con gì là màu cho cá mập? Đây con cá. Cái này ăn gì? Cái này ăn cá. Con sứa. Đó, con này. Đó. Dễ hợp lý hơn nè. Tại vì con hải cẩu, con cái cá được con cá đúng không mọi người? Đó, ăn cá là loài động vật này. Đó mọi người. Là trong cái quá trình chơi mà mọi người có vừa chơi vừa đặt câu hỏi cho bé thì bé sẽ suy nghĩ mọi người, mà trong quá trình cứ đầu óc mà suy nghĩ nhiều nó tự động nó không quên thôi, chỉ có đầu óc mình không mình lười bật động mình lười suy nghĩ đó.